Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Đồng để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Em chào anh. Chào thầy, chào các cô chú anh chị em xem kênh Quê Dừa Một Ngày Giàu Giàu Sức Khỏe nha. Nay mình có đem về ba mấy cây dảo hạt trên Thủ Đức. Hình thức mình là cũng bao ship toàn quốc. Địa chỉ mình là ở ấp 2 xã Nga Trung, huyện Bình Trị, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại mình để trên tiêu đề nha anh em. Rồi, mã số đầu clip là mình đánh sao đây anh? 41 anh em. Rồi, mã số 41 nha quý vị. Tiếp nha. Rồi, em này tông khá cao ha. Em này cao ngoài 2 mét nha quý vị. Tán ngang thì khoảng tầm là 1,5 mét ha. Tông rất là cao. Này cây cao vậy mình ship toàn quốc luôn hay sao? Ship luôn toàn quốc anh em ơi. Rồi, ship cho anh em luôn. Rồi quý vị ngắm nghía kỹ ha, thân cành ha. Rồi, em này có một số hoa nè. Hai lớp đậu cũng rất là nhiều cánh đây quý vị. Đó, còn đẹp ha. Rồi tiếp tục xương cành luôn. Quanh 28 anh em. Rồi quanh 28 luôn, rồi đế luôn. Để có luôn nha. Đây cộng có nè. Rồi quay mặt bên kia luôn. Đó, có đều hết nha anh em. Đây cũng có luôn ha. Đó. Rồi bông đẹp luôn. Cho luôn nhiêu anh? Giá chỉ có 1,5 triệu thôi anh em. Rồi 1,5 triệu mà bao ship toàn quốc luôn. Một em tông cao, quành to, bông đẹp. Rồi xuống cây. Qua cây 42. Rồi mã số 42. Em này hoa cũng nở vàng rực hết trơn ha. Này cao cũng ngoài 2 mét nha quý vị. Còn tán ngang cũng khoảng là 1,5 mét có hơn. Cái này bông có mặt bông anh em rồi, khỏi sợ hết nha anh em. Bông nè. Bông bự chảng luôn, nhiều cánh luôn. Vì an tâm về mặt hoa đây ha. Đó, này khỏi cần phải rà vô cái bông nào hết. Đó, bông nào cũng vậy, đó. Bự chảng, nhiều cánh. Trổ đều từ trên xuống luôn. Tay cành quý vị ngắm nghía có tay cành luôn ha. Tay cành cũng đều nha. Quanh 30 anh em. Rồi, 30 quanh. Giá 2 triệu luôn. Anh em ơi. Đó, bông đẹp, hoành to, đế nè, cũng đẹp đây. Giá có 2 triệu mà bao ship luôn. Đó, giá này cây dày mà bông nữa thế này, không chốt, chốt. Cây nào nẻ vơ quý vị, ha. Hoành to, bông đẹp, tay cành đều nè. Rồi, xuống cây. Rồi. Qua cây 43. Mã số 43. Em này cao tầm khoảng là 1,8 m luôn quý vị. Rồi, tán ngang cũng khoảng tầm là 1,5 m luôn ha. Rồi, đọc chủ nó đây. Đó, bông này trổ chùm 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 luôn. Cũng nhiều cánh nha quý vị. Mất sức nó không được bông nhiều cánh nè. Cũng 7-8 cánh chùm không nha anh em. Chùm chùm. Không gì thế nè. Bông 7-8 cánh không đây ha. Quỳnh 29 anh em. Tính 28 đi. 29 yếu mình tính 28 nha. Rồi 28 quạch. Quạch bự nha. Giá chỉ có 1,8 triệu thôi anh em. Rồi 1,8 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 44. Em này cao ngoài 2 mét. Rồi tán ngang khoảng tầm là 1,5 m luôn. Cao hơn 2 mét nhưng có gì. Bông bự bông nhiều cánh nha anh em. Rất là bự. Thầy dừng lại cái anh nè. Bông bự chảng. Đây là cây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cánh ha. Bông bự hơn bự chảng ha. Nói chung bông nó cũng dao động nha quý vị, chứ không phải lúc nào cũng 7 cánh nha. Dao động 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quanh 20 mấy anh em? 28 anh em. 29 thì không tới. Để có khía hết nha anh em. Gần giống cây người quế quá ha. Cây 44. Đế đẹp. Chỉ có 1,4 triệu thôi anh em mà bông đẹp luôn. Rồi 1,4 triệu. Xuống cây luôn. Rồi chuyển qua cây tiếp theo 45 ha. 45 em này cao cũng ngoài 2 mét nha quý vị. Rồi tán ngang em này khoảng tầm 1,3 m ha. Cao thì ngoài 2 mét. Đây, đọc chỗ nó lúc đụng nóc lưới nó lan ở trên luôn ha.
Còn ha đó nè, ha cũng chỗ năm dừng lại nè. Đây mình đưa máy ở chỗ cái cụm này ha quý vị. Ba cái lấy ma, cái cây đó luôn tí chỗ bông đó. À, bông nào cũng 2, 4, 6, 7, 8 cánh không ha. Đó, ba cái chùm này đây nè. Cây đó đó anh. Cái bông thì nó cũng dao động nha quý vị. Với một cây đó đó. Rồi hoành 27 ha. Hoành 27. Thì yếu. Đây có rồi, luôn nghe nè. Đó. Bông thì thấy mặt bông rồi. Rồi cây 45 nha. Giá chỉ có 1.3 triệu anh em ơi. Rồi 1.3 triệu. Rồi xuống cây luôn. Mã số tiếp theo 46. Sáu. Hôm nay cao ngoài 2 mét luôn. À, tán ngang lấy khoảng 1 mét rưỡi nha quý vị. Rồi đọc chủ nó đây. Thiệt không? Rồi Trương Canh Quanh 33. À, Trương Canh từ. À, Trương Canh kích khích luôn. 33. Chính xác, đế có đế luôn. Đây, đế tứ diện luôn. Mình để 2.9 triệu anh em. Đó, để như vậy, để bự 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 liều luôn. Quanh 33 chỉ có 2.9 triệu anh em ơi. 2.9 triệu. 46 toàn quốc. Rồi, để đó nha. Đưa cái máy lên cái gì để mặt hoa mình ở dưới đây mình đưa lên thôi. Này chắc khoảng 7-8 cánh vậy đó ha. Đây ha. Nó bông dao động nha quý vị, chứ không phải lúc nào mình cũng là 7-8 cánh cánh ha. Rồi 47. Mã số 47. Em này cao 1m8, tán ngang khoảng 1m1 nha quý vị. Rồi đọt chủ luôn. Rồi, có con hoa bự quá nè. Hoa bự chà bá luôn. Đây quý vị. Đây ha. Nói to dữ ha. Rồi đây rớt thành cái cánh nè. Đây đếm đếm thôi kìa. 1, 2, 3, 4. Này là 9 cánh ha. Đó, đụng cái rớt nè. 9 cánh nha quý vị. Hoành 22 anh em ơi. Rồi tiếp tục tay cành luôn. Từ từ xuống ha. Hoành 22. Đó chỉ để có đây. 800 ngàn thôi. Cơ bông đẹp dạng, dây mà có 800 ngàn. 9 cánh đó. Gì à. Thổi gần ghép bông đẹp rồi. Chuẩn rồi. Rồi xuống cây. Qua cây 48. Rồi mã số 48 này cao cũng khoảng 1m8 đến 1m9 nha quý vị. À, tán ngang tính còn gọn chắc khoảng 80 thôi ha. Rồi đọt chủ luôn. Xuống cành luôn. Ở đây có cái hoa luôn. Và xem cái hoa này cái cây. Đây để đếm luôn. 2, 4, 6, 8 cánh hả quý vị. 2 lớp bông luôn anh em ơi. À, 8 cánh nè. Xương cành ha. Hoành 24. Từ từ đếm xuống từ từ ha. Xương cành trước đi ha. Rồi 24 có dư. Rồi để tứ diện. Giá 700 anh em ơi. À, bông ha. Đẹp mà chỉ bông có 700 luôn. Rồi xuống cây. Cây 49. Rồi 49 qua bên đây. Rồi mã số 49 thềm này cao 1m8. À, tán ngang khoảng tầm 80. Đọt chủ đây. Đó, xương cành khích khích. Quanh 19 anh em ơi. Rồi để luôn. Để vip luôn, xe, có củ luôn. Luôn. Đó, có củ có đế luôn. Tay cành đều luôn, giá. Cây 49 giá 800 anh em 800 ơi. 800 ngàn. Rồi xuống cây. Cây 50. Rồi em này cao tầm 1m7, tán ngang khoảng 1m. Rồi xương cành luôn quý vị. Nhưng không nghĩ kỹ nha, mình ra cũng từ từ nè. À, trong quá trình xem quý vị ưng ý thì cái alo ha. Rồi mình xuống cái hoành luôn đây. Hoành 21 anh em ơi. Rồi 21 hoành có củ nở nở nè, xây xây luôn. Rồi giá 8.5 anh em ơi. Rồi 850 ngàn. Bao ship tới nhà quý vị luôn rồi. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Đi không?
Rồi mã số 50 mấy rồi đây? 51. Ừ đó đó, lên lên. Rồi mã số 51 thì em này cao tầm khoảng 1m6, tán ngang có khoảng 1m. Cái dáng thì nó hơi siêu siêu. Đó, siêu siêu đây. À, tay cành thì đều ha. Cành đều hữu gì? Đó, có cũ luôn nha. Quanh 20 anh em ơi. Rồi, dáng hơi siêu siêu, tay cành đều, quanh 20 có cái cũ. Đây, đó. Cũ đây. Giá chỉ có 900 anh em ơi. Đó, 900 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Qua cây 52. Rồi, 52. Em này cao tầm khoảng là 1m7 ha. Tán ngang em này chắc khoảng 90 nha quý vị. Ngang khoảng 90 ha. Rồi, độc chủ luôn. Rồi, từ từ xuống đây quý vị. Xuống cành đấy ha. 1, 20 anh em. Rồi, chính xác 20. Để VIP luôn. Để luôn. Để tứ diện luôn. Giá chỉ có 800 anh em. Rồi, 800 ngàn. Bao ship tận nhà. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 53 ha. 53. Rồi, mã số 53. Rồi, em này cao tầm khoảng là 1m3. Tán ngang chắc khoảng 1m1 ha. Đọc chủ đây ha. Rồi, xương cành luôn. Rồi, mình vô cái hoành em nói luôn quý vị. Hoành 20 anh em. Rồi, 20 hoành. Vô luôn nhiêu ta? Giá 800 thôi anh em. Rồi, 800 ngàn. Bao ship rồi nha quý vị. Rồi, xuống cây. Đây, mã số tiếp theo anh đây. Đây là 54 ha. Này cao lấy 1m7 nha quý vị. Tán ngang em này cũng khoảng tầm 1m ha. Anh này là xương ngang nè. Đó, xương xè ngang, xè ngang. Vậy quý vị chỉ cần kéo nhẹ thôi. Đã ngang rồi ha. Này cũng ngang sẵn rồi nè. Hoành 22 anh em. Rồi, đế bự ha. Đế VIP luôn. Cộng nào nó chảng chảng luôn. 22 hoành. Bự bự không ha. Giá 850 anh em. Rồi, 850. Đế to, xương ngang đẹp. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 55. Rồi, 55 đây. Rồi, mã số 55. Thì em này cao tầm khoảng là 1m4 nha quý vị. Tán ngang khoảng 1m ha. Đây, chủ ha. Xương cành thì cũng khít khít khít. Quần 20 anh em ơi, 21 rồi, yếu. 20, 20 có dư ha. Rồi, xây xây củ đế luôn anh. Đó, có đấy ha. Giá 800 mà anh em. Rồi, 800 ngàn. Rồi, xuống cây. Qua cây 56. Rồi, 56 đây. Rồi, cây 56 này cao tầm khoảng 1m5. Tán ngang khoảng 1m1 nha quý vị. Này cũng xương ngang nha. Đây, xương ngang ngang đẹp nè ha. Xương ngang từ trên xuống thì cái gốc này nó hơi siêu xíu. Đó, siêu xíu nha quý vị. Lắc chết nha. Rồi, vô cái hoành luôn. 19 anh em. 19, rồi để luôn anh. Để VIP luôn. À, để còn bự bự không đây. Giá 800 anh em ơi. 800 ngàn, bao ship tận nhà chỗ gì ha. Rồi, xuống cây. Rồi, có mã số tiếp theo. 57. Rồi, 57. Để cao khoảng 1m8 nha quý vị. Tán ngang này chắc khoảng tính 1m1 thôi ha. Cao lắm. Đây, đúc trên đây đây, khoảng 1m8 ha. Rồi, xương cành luôn. Cũng nhớ kỹ ha, cũng đặt hết trơn nha quý vị. Đặt hết trơn. Để VIP luôn nha anh em. Rồi, quanh 22 anh em ơi. 22, rồi, để luôn nha anh em. Để đây, đó, để xè. Giá con triệu anh em ơi. Rồi, xè đều ha. Giá 1 triệu. Xương cành cũng đặt tông cao. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cây 58. Rồi, cây 58. Tán ngang em này chắc khoảng tầm là 1m1 ha. Cao khoảng 1m8 quý vị.
8 ha. Đây đập chủ nè. Xương cành thì khít khít nha quý vị nè. Vậy ngắm nghía kỹ ha, cũng khít 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 trong đây ha. Quần 23 anh em ơi. Rồi, 23 có dư luôn ha. Giá 800 anh em. Rồi, xe xe dòng đó. À, giá 800 ngàn. Bao ship rồi nha quý vị. Xương cành đều ha. Mã số 58 ha. Qua cây 59 anh em ơi. Rồi, qua cây 59 luôn. Đây, cây mã số 59 đây quý vị. Rồi, em này cao khoảng 1m7 nha quý vị. Tán ngang khoảng tầm là 1m1 ha. Rồi, đột chủ đây. Rồi, xương cành luôn. Xương cành cũng kích rịch nè. Quanh 20 anh em. Rồi, xe xe luôn anh, để luôn 20 quanh. Để à, ha, để biết ha. Giá chỉ có 1 triệu anh em ơi. 1 triệu như quý vị. Mã số 59, số cây. Qua cây 60. Rồi, mã số 60 đây. Đây, em này cao tầm khoảng là 1m7 luôn nha quý vị. Tán ngang thì chắc khoảng là 1m có hơn ha. Đây, để định đọt nó đây ha. Rồi, xương cành của gì ngắm nghía kỹ luôn nha. Quanh 20 anh em, 21 yếu chút. Rồi, tính 20 đi ha. Rồi, 20, để có luôn. Giá 900 anh em. Thôi mình bán 800 thôi anh em ơi. Rồi, 800 luôn, bớt xuống 100 luôn. Rồi, xuống xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 61. 61. Rồi, cao 1m7 quý vị. Tán ngang khoảng 1m ha. Rồi, đột chủ. Rồi, xương cành phân bố cũng đều từ trên xuống nè ha. Đế VIP luôn. Hoành 20 anh em. Rồi, xây đế luôn. 20 hoành. Đế đều. Giá 700 anh em ơi. Rồi, giá 700. Rồi. Rồi, xuống cây, qua cây mới luôn. Nghe nghe ông tha dùm đấy. Rồi, mã số tiếp theo là 62. Rồi, cao khoảng 1m7 ha. À, tán ngang khoảng là 1m. Rồi, đọc chủ luôn. Xương cành khích khích nè quý vị. Quanh 21 anh em ơi. Rồi, 21 đế luôn. Đế VIP luôn. Đế xè đều luôn. Bộ giá 800 anh em ơi. Rồi, 800 ngàn mà bao ship rồi nha quý vị. Rồi, xuống cây. 63. Chiều cao khoảng là 1m6. Tán ngang gọn gọn. Chắc khoảng 70 ha. Rồi, xương cành luôn. Xương cũng khít khít nè. Xương khít từ trên xuống luôn nè. Quanh 20 anh em. Rồi, đế luôn. Đó. 20 quanh. Đế lạ lạ luôn anh em. Rồi, giá luôn 700 nha. Anh em ơi. Rồi, 700 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, qua 64 luôn. Rồi, em này tán ngang khoảng 1m ha. Cao thì 1m7 có hơn. À, báo lấy 1m7 ha. Chủ nó nằm được trên đây đó. Lá xanh xanh đây. Rồi, xương cành luôn. Xương cành cũng khích khích đây không gì. Quanh 20 anh em. Rồi, xây đế luôn anh. 20 quanh không có gì. Có đế luôn, giá 800 anh em ơi. 800 ngàn, bao ship rồi không gì. Bao ship luôn gì tới nhà luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, qua 65. Rồi, mã số 65 cao khoảng là 1m7. Rồi, tán ngang. À, tán ngang tính gọn 1m đây ha. Rồi, xương cành luôn.
cành cũng đều quá nè. Hoành 21 anh em. Rồi, để luôn, để ha. Hoành để có 21, luôn. Để tứ diện. Đó, mặt nào cũng có. Đây cũng đây có đây. Luôn em. À, đó có con bự đó luôn. Đó. Giá chỉ có 800 anh em. Rồi, 800 ngàn. Số 65 ha. Rồi, số cây. Đây, 66. Rồi, 66 đây. Rồi, mã số 66. Rồi, em này cao tầm khoảng là 1m8. À, tán ngang thì khoảng tầm 1m1 nha quý vị. Rồi, đọt chủ đây ha. Này thì hai đọt ha quý vị, vậy quý vị chọn đọt. Chọn lại ha. Thì quý vị thì chọn lại. Tay cành thì đoạn này đều nữa ha. Hoành 20 anh em. Rồi, 20. Rồi. Để có luôn anh em. Để còn bự ha. Tứ diện. 800 anh em ơi. Rồi, 800 ngàn luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 67. Rồi, 67. Rồi, mã số 67 này cao 1m8 nha quý vị. Tán ngang chẳng khoảng 1m2 ha. 1m2 ngang. Cao 1m8. Tay cành đều. Kích kích từ trên xuống nè. Hoành 23 anh em. Rồi, để luôn. Để xây luôn. Đây, có đây luôn nha anh em. Đây, đó. Đó, để ha. Để đủ hết trơn. Giá 900 anh em. 900 ngàn. Rồi, xuống cây luôn ha. Qua mã số tiếp theo. 68. 68. Rồi, 68 thì em này cao 1m8. Tán ngang 1m1 nha quý vị. Đây, đọt nó đây ha, đỉnh nó đây. Vì quý vị mình cũng chọn đỉnh lại ha. Vì gì? Cắt chọn lại. Hoành 21 anh em. Rồi, để luôn, 21 hoành. Ừ, để có luôn. Giá 800 anh em ơi. 800 ngàn bao ship tới nhà luôn rồi. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn, 69. Rồi, em này cao lấy 1,5 m nha quý vị. Rồi, tán ngang tính gọn gọn này chắc khoảng 90. Khoảng 90 ngàn nha. Mã xương cành này nó hơi hướng lên ha. Về mấy này xương nó cũng mềm nè. Nhìn kéo gị thôi là dứt sức luôn quý vị. Mã xương cành cũng khít nè ha. Quanh 19 anh em. Rồi, xây xây luôn 19 quanh. Giá 700 anh em ơi. Đều quá nè ha. Giá 700 ngàn rồi quý vị. Bao ship rồi. Rồi, xuống cây luôn. 70. Rồi, mã số 70 bên đây. Rồi, em này cao lấy 1,5 m nha quý vị. Rồi, tán ngang lấy 1m ha. Này xương cũng ngang ngang nè. Đó, đỉnh đây ha. Đây, xương quý vị nghĩ xương ha. Hoành 19 anh em ơi, 20 yếu nè. Rồi, lấy 19 nè. Rồi, để luôn. Để đủ hết trơn ha, bốn mặt có đủ. Giá 800 mà anh em. 800 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo là 71 ha. Rồi, mã số 71 này cao lấy 1m7 hết đỉnh nha. Tán ngang thì khoảng 1m nha quý vị. Đây, cái đỉnh ở đây ha. Xương này cũng ngang ngang nè quý vị. Ngang khít ha. Em này có cụm này nè. Cụm này xù nè ha. Đó, xây tiếp được anh ạ. Nghĩa kỹ cụm xù này ha. Đó. Giáp hết nha anh em. Rồi, mình chúng cái hoành em nói luôn ha. Rồi, cái hoành 19 anh em, 20 yếu. Rồi, để luôn. Để có luôn. Để tứ diện. Giá 1,4 triệu anh em. À, quý vị thích xù chọc con này gì chơi ha. Rồi, xuống cây. Giá 1,4 triệu. Rồi, mã số tiếp theo 72 ha. 72. Cái hai cái thằng tròn tròn nè. Con này cao chắc lấy 1m2 nha quý vị. Tán ngang lấy 1m1 ha. Thằng tròn. Về quý vị mình có thể là chọn lại cái đọt chủ ha.
xương cành luôn. Rồi mình vô cái hoành luôn quý vị. Hoành 22 anh em. Rồi 22 ha. Để luôn. Giá chỉ có 900 anh em. Để cũng đều luôn nè. Rồi giá chỉ 900 mà quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn quý vị, mã số 73 ha. 73. Rồi 73. À, cao tầm khoảng là 1m35 ha. À, tán ngang khoảng là 1m nha quý vị. Rồi, cái này cũng về quý vị cũng chọn lại cái đọc chủ ha. Chắc lấy cái này đọc, này đọc chủ rồi ha. Đó đọc chủ ha. Rồi, xương cành luôn. Xương cành khít ha. Rồi, mình vô cái hoành luôn. Hoành 23 anh em. Rồi, để ha, để có cái cũ nè, 23 hoành. Nhánh nó quẹt vô mắt đau quá. Rồi, giá luôn như anh. Giá 900 anh em. Rồi, 900 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, 74 luôn. Rồi, 74. Em này cao 1,5m nha quý vị. Rồi, tán ngang khoảng 1,2m ha. Này, xương ngang xòe đẹp. Rồi, xương ngang nữa quý vị. Chưa ngang ngang mà khích ha. Đẹp. Vậy nào nó rối cái gì cắt tỉa lại ha, chỉ có xương khích ngang đẹp ha. Alo. Nhiều, hai mấy? 23. Rồi, 23 để luôn. Để có luôn. Để đều luôn, để bàn xè. Nó xè giống như giá cái cành. Giá 900 anh em. Rồi, 900.000. Rồi, xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn, 75. Rồi mã số 75. Em này cao tầm khoảng 1m6 ha. À, tán ngang chắc khoảng tầm 80 ha. Rồi đọt chủ đây. Rồi xương cành luôn. Đế cộng dưới bự quá ha. Hoành 20 anh em. Rồi xây xây luôn anh. Để nó về cộng bự 20 hoành. Đó, để đều cộng bự ha. 75 giá 800 anh em. Rồi 800 ngàn mã số 75. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi quá 76 luôn. 76. Rồi 76 đây. À, 76 thì em này cao tính 1m2 thôi nha quý vị. Tháng ngang lấy 80 thôi ha. Này cái đọt. Cái đọt này nó hơi giờ thấy mình cái gì, một là cắt bỏ lấy là cái đỉnh hơn, tức ra cái đỉnh mới nó đẹp hơn cái gì vậy? Đó thì bẻ lại cũng được nhưng mà không đẹp, cái gì cắt ra chỉnh lại cắt ha. Qua năm sau làm đọt lại lấy cái đọt chủ lại ok. Hoành 22 anh em. 22 ha. Rồi giá 800 anh em. Để luôn, để có để đây luôn nha anh em ha. Đây cộng đây nè, hai bà cộng ở đó luôn đó. Tay cành này sang sát luôn, cắt tạo đỉnh nó lại ok liền. Rồi xuống cây. Rồi mã số 77 ha. 77 anh em. Rồi 77 này cao lấy 1m35, tăng ngang 70 nha quý vị. Này xương cành để hơi hướng lên ha. Đặc biệt là cái tay cành nó có ha, đều nè, về anh kéo ngang ra anh đẹp. Ở đây nó ương vàng này anh em. Rồi này nó mới nè, ương vàng đó nè, vàng như bể bể vậy ha. Rồi cái hoành, hoành 22 anh em. 22 ha. Rồi 52 hoành để giá 800 anh em. Rồi xây sen dòng đế ra để có ha, đều ha. Rồi giá 800 thôi, bao ship tận nhà. Rồi xuống cây 78. Rồi 78 bên đây này tông cũng cao cao ha, cao hết đỉnh chắc khoảng 1m8 như vậy, tán ngang khoảng tầm 1m2 ha. Rồi đỉnh nè, xương cành khít luôn ha. Hoành 22 anh em. 23 yếu, mình tính 22 nha. Đợi lấy 22 hoành ha. Để có luôn. Giá 1 triệu anh em. Rồi 1 triệu nha quý vị. Kỳ 78. Rồi xuống cây.
Ok, 79 luôn. Rồi 79 em này cao khoảng 1m8 luôn ha. Tán ngang khoảng 1m2 nha quý vị. Tông cao. Rồi xương cành luôn. Đó. Em cũng khích khích ha. Này nách để bể ha. Sâu quá đấy anh em. Đó. Nách buông bể trần. Đây u hết rồi anh em. Rồi cục xung quanh ha. Đây cũng có luôn nè. Hoành 21 anh em. 21 là để luôn. Để còn bự 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 không. Giá 1,5 triệu anh em ơi. Rồi giá 1,5 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 80. Rồi 80 thì em này cao hết đỉnh ha, đây mà không có lùi ra nữa. Hết đỉnh thì khoảng 1m8 ha. Tán ngang lấy 1m nha quý vị. Rồi xương cành luôn. Cành cũng đều luôn ha. Rồi cái hoành luôn. Hoành 22 anh em. Rồi đây. 22 hoành ha. Rồi xây luôn. Để có luôn anh em. Rồi giá 800 nha. Anh em ơi, 800. Rồi xuống cây. 81. Rồi em này cao tầm khoảng 1m6 ha. Rồi tán ngang khoảng 1m ha. Rồi xuống cành luôn. Đặt hết trơn nè. Rồi mình chuẩn bị vô hoành luôn nha quý vị. Hoành luôn. Rồi vô luôn. Hoành 20 anh em ơi. Rồi, đây 20 hoành. Rồi xây luôn. Để luôn à, cái này giống mắt trúc mắt tre quá nè. Mắt đây, mắt phải. Nè. Rồi vô luôn nha anh. Giá 900 anh em. Rồi 900. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. 82. 82. Rồi em này cao 1m7 nha quý vị. Đắt ngang khoảng tầm 80 ha. Rồi xương cành luôn. Rồi vô hoành luôn quý vị. Rồi cái hoành 20. Rồi xây đế luôn. 20 hoành. Để có đế ha. Giá 800 anh em. Rồi 800 ngàn luôn. Rồi xuống cây. 83. Rồi 83. Rồi em này cao 1m7 ha. Rồi tán ngang khoảng 1m1 nha quý vị. Rồi xương cành khích 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 nè. Rồi vô hoành luôn anh. Hoành 19 anh em ơi. Rồi xây xây đế luôn. Để có đế nha. Để có whip luôn anh em. Để đều luôn. Giá 900 anh em ơi. Rồi 900 ngàn. Rồi xuống cây. 84. Rồi 84. Rồi em này cao lấy 1m8 nha quý vị. Rồi tán ngang. Tán ngang khoảng tầm là 1m1 ha. Rồi xuống cành luôn. Em cũng khích nè ha. Rồi hoành 21 hoành. Rồi xây xây luôn. Giá 900 anh em. Để có luôn nha. Đó, 40 rồi, luôn. Giá 900. Rồi, mã số tiếp theo. 85. 85. Em này cao khoảng 1m7 ha. Tán ngang khoảng 1m nha quý vị. Rồi, đọc chủ đây. Rồi, từ từ xuống đây quý vị. Nghe, nghe kỹ xương cành ha. Hoành 20. Từ từ, không gấp. Rồi. Xây xây luôn 20 hoành. Để có luôn. 800 anh em ơi. Rồi 800 ngàn. Bao ship rồi. Rồi xuống cây. 86 bên đây ha. 86. Rồi em này cao lấy 1m8 nha quý vị. À, tán ngang thì chắc gọn gọn lấy 80 đi ha. Chừng khoảng 80 ngàn.
nhiều gì mấy này thấy cả nó khích 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 ha. Này nhiều gì bẻ này ra và cắt bỏ nó cũng được ha, đó phải cắt bỏ nó được cũng dư sức. Quanh 19 anh em ơi, cái cành quá khích này nè, 19 quanh giá 700 để anh em ơi, đó 700 được cây mai đây anh em. Rồi xuống cây luôn, rồi qua 87 luôn. 87 rồi, 87 hôm nay cao khoảng 1m8, tán ngang lấy 80 nha quý vị. Rồi độc chủ nó đây ha, rồi xương cành luôn. Đây xương cành mình ra chậm chậm đây. Đế luôn ha. Quanh 21 anh em ơi. Rồi xe xe luôn, đế luôn. Cũ luôn anh em. Có đế có cũ luôn. Giá 800 anh em. Rồi 800.000. Rồi, cây 88 là khung cây cố clip nha anh em. Rồi, qua đây luôn. Cây này lùng lực nha anh em. Tàn bung xè đẹp nha anh em. Rồi, cao khoảng 1m35, tán ngang khoảng 1m nha quý vị. Đó là còn cái lô nữa, lô nãy báo rồi mà chưa. Rồi cho cái vành luôn, vành 21 anh em. Rồi xây xây luôn. Rồi qua còn mình 6 cây trong lô nha anh em, thì anh em đồ ráng coi khúc này rồi, nữa này anh em. Lô 6 cây, lô 6 cây. Rồi 6 cây, mỗi cây giá 600 anh em. À, chứ lô này 600 quý vị, 6 cây là 600 không đủ tiền ship một cây nữa. À, cái hoành nó dao động khoảng từ nhiêu ra? 19 tới 20-21 anh em. Thử đi. Đây mình khảo thử một cây này đi. Hoành 21 nha. 21 hoành nè. À. Rồi. Qua cây này đi. Kiếm cây nào nhỏ nhỏ ra. Này nhỏ nhỏ nè. Nhỏ nào nó 21 luôn không? 19 anh em. 19. Đó. Là 19 tới 21 ha. À 19 tới 21. Rồi bình quân là 600.000 cây. À, bán giá lô luôn với giá này ha. Ai lấy 6 lô 6 cây hết mình bớt 100.000. 6 cây 3 triệu 3 triệu rưỡi anh em. 6 cây nhiêu? 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi ha, tưởng là 6 cây bán 100.000 còn lại 3 triệu. 3 triệu rưỡi anh em. Đó. Đó, 6 cây. Đây cũng có luôn hay gì? Tay cành cũng đều đây ha. Rồi. Rồi, 6 6 36. 3 triệu 6 lâu này. Rồi. Cú clip rồi quý vị. Rồi mình cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì quý vị ơi, thì trong quá trình xem, quý vị ưng ý mã số nào hoặc ưng ý cái lô đó thì cứ mình dạng lô anh Đồng ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.